cho mọi người làm tranh từ lá không cái này nhá. Hả? Thì làm thịt nó không mần rút được. Thịt nó có thơm không mà mần rút. Luộc lên tí nó cuộn à. Cuộn á? Tôi làm tôi lấy hai mấy cái lá trên này mà bơ khuyên viền được. Hả chị đâu? Lá nào không để cho nguyên cái đó. Luộc một tí mím lên. Luộc một tí miếng thôi. Người cha luộc cũng được thì cha ăn. Không ăn cuộn nữa hả? Đằng nồi cha muốn ăn thì thôi không phải luộc. Mà rồi ăn. Mình mua chặt tắc trà sữa cho nhắn đăng ký cho mấy lần. Tiền mua mà chặt tắc trà sữa tiền chắc cái chú đi chùa. Bạn con mua mà. Muốn bạn mới mua như mượn ô anh mua quần áo mới đi ô anh lấy tiền mới được mua ô anh mới mượn ô anh. Mẹ đeo cho mẹ cua luôn này. Đi cái tô mồm, tô với răng tô gan mồm này gắn này. Mùi chi mà thô thút nữa không? Mùi chi? Mùi thằng này gắn này. Thế à? Xong rồi nên tắm để thun đinh cho đuổi. Điện thoại mới được 25% pin thì quay cái chơi. Quay mà còn có 3% pin. Điện thoại tao muốn nó tút âm này để cho bố mình là cái bố mình nghe đang cướp còn nhớ điện thoại không? Quên đi. Hình như là chữ đánh này vẫn chưa kinh nữa. Điện thoại thì quay còn có 300% pin. Có TikTok mà quay à? À hiểu năm răng. Đến đây đem chi chưa? Dạ. Chiều mới vừa đuổi bác viền mà. Đuổi bác viền này đấy, không gỡ đấy. Chẳng gỡ suốt ngày ở đây với trên hình. Trang. Rồi một ngày vẫn đưa tới vậy một ngày tới. Có đội mô bức kim như của ai hả? À, bức kim như của ai mình đã hoàn thành trong bức tranh hình con chim này rồi nhớ mọi người cảm ơn mọi người đã đón xem video này của mình nhé.